Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em mã code tuần mới của con game Đại Chiến Nhẫn Giả nhá. Anh em xem cái video này của mình thì hay, anh em nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình sẽ triệu hồi sơ qua anh em nhá. À không đủ quân cương rồi, cho nên mình đây, mình triệu hồi được con tướng nữa này. Ngày hôm nay mình không đủ quân cương để quay cho anh em. Rồi, chúng ta sẽ nhập cốt của ngày hôm nay nhá. Ok. Rồi, chúng ta vẫn được 200.000 vàng nhá, được 200 kim cương, được 5 mảnh bình bao và được 5 mảnh gai bát môn nhá. Và cuối cùng là được 5 viên đá công kích cấp 1. Đấy, nói chung thì cốt này nó chỉ giúp đỡ anh em một phần nào đó để anh em chơi game nó được gọi là ổn thỏa hơn thôi, chứ còn đâu nào nó cũng không giúp ích được cái gì quá là nhiều. Nhưng mà nói chung là anh em cứ tích góp nhiều vào thì sẽ tích được những cái mảnh tướng rất là ngon,